Anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh nhé. Thì nay còn cây linh sam ôm đá đây anh em, giao lưu. Nói chung thì dòng này gai nhiều quá thì mình cũng sửa cũng hơi lười tí anh em. Thì, ôm cục đá khá lớn nhé. Cây này là kiểu sửa dáng thác đổ anh em, thác đổ cho nên là có ôm cục đá nên nói chung là cũng nhìn khá ổn định nha anh em. Thì anh em về nuôi thêm tay tàn thì mình cũng đã sửa sơ sơ rồi anh em, cũng đi một vài nước rồi. Nói chung ôm cục đá này cũng lâu rồi anh em, bám rễ bám đất rồi. Cây này thì mình bán giao lưu, không giao lưu chậu nha anh em, bởi khi mà vận chuyển cái chậu đi á nó sẽ bị bể nhá, bởi vì cục đá nó to anh em, nó cần. Bây giờ mình sẽ đo hoành thông số toàn diện cụ thể cả cây cho anh em tham khảo nhá. Đo tổng cái cục đá thì tổng cái cục đá cũng khá lớn nha anh em, phía dưới sát dưới luôn đó, tổng hết cái cục đá phía dưới, tổng cục đá luôn nha anh em, bởi vì cái này là tiền ship nó khá nặng anh em ơi. Tổng cục đá luôn là hoành nó khoảng tầm là 72 anh em. Tổng cái cục đá này hoành 72, tổng chiều cao. Cái cục đá này thì để sát dưới đáy chậu nên đo sát dưới đáy chậu ạ. Đây, tổng chiều cao của cục đá lên khoảng tầm là 42 cm thì mình sẽ tính là khoảng tầm tổng lên khoảng tầm 35 cm, tức là cục đá cao khoảng tầm 35 phân nha anh em. Cái cục đá này khá nặng nha, một người khiêng là cũng siêu mỹu anh em ơi. Đây là cục đá ôm cho ôm cục san hô anh em. Còn cây đây là siêu bông 86, siêu bông à quên, linh sam siêu bông nha anh em. Dòng này thì đây anh em, đo cái hoành ngay điểm đây này. Cái hoành thân của nó coi chừng gai áng áng thôi nha, bởi vì nó hơi cấn gai cấn giết nó hơi khó nha. 14 thì mình sẽ tính khoảng tầm 12 thôi nha anh em, hoành thân khoảng 12. Tổng chiều bay của cây, tổng chiều bay từ trên đỉnh cục đá bay xuống tới thác đổ của nó là khoảng tầm là 75 cm nha anh em, cũng khá dài khá bự nha. Đây anh em, bộ rễ thì cũng ôm đá khá cứng rồi anh em ơi. Đây anh em, đây, bộ rễ thì ôm đá xuống tới dưới rồi. Cục đá này thì mình cũng không có phác họa gì nhiều, chỉ làm sơ sơ thôi, cho kẹp ôm cục đá thôi. Ôm cục đá thì khá cứng khá chắc rồi anh em, khá chắc rồi. Cây này tới thì anh em vô cái chậu cỡ này hoặc là chậu dài chơi dáng thác đổ nha anh em. Đây thì tay tàn mình có sửa li ti rồi anh em ơi, có sửa cây này thì đang ra vòi bông rồi. Thì nói chung thì linh sam đây thì dòng này bông nó bông lổ khổ quanh năm, cứ khô nước tưới nước vô là ra bông thôi anh em. Rồi cây linh sam này mình giao lưu là 400k, mình bao ship bao phí vận chuyển, không ship cái chậu nha anh em, bởi vì nguyên tiền vận chuyển cái cây này mấy cái cục đá này mấy cái đóng cái khung ấy là nó mất khoảng 850 rồi, rơi vào cây này nó chỉ còn giá thành nó chỉ còn lại 250 thôi nha. Cho nên là bao ship luôn thì gọi là khoảng tầm 400 là mình cũng nói chung cái giá này cũng không có lời lãi gì đâu anh em ơi. Nói chung là có bán là được rồi, có bán là mừng rồi. Anh em nào chưa có dòng này thì mua ủng hộ giúp, chân thành cảm ơn quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh nha.